Ôi trọc này sâu tít mù đây có lở đá không đại ơi, lở đá này. Đá này vớ vẩn là lở đấy. Đấy. Nó cố thủ rau lên. Kéo rút chạy em ơi. Xin chào tất cả mọi người nhé. Đây là những sản phẩm mà anh em mình đã săn bắt và hái lượm được. Đây là cao chăn và cao rắn hổ mang, có tác dụng là chữa bệnh đau xương khớp cho người già cũng như là tất cả mọi lứa tuổi, cũng như là bồi bổ sức khỏe cho những người ốm dậy. Còn đây là mật ong khoái. Đây là sư phụ và anh em mình bắt được ở trên rừng nhé. Còn đây là mỡ chăn và mỡ rắn. Mỡ chăn và mỡ rắn này có tác dụng về chữa bỏng cũng như là da bị nứt lẻ, và những phụ nữ sau khi sinh bị giãn da. Còn đây là lấm linh chi, hay gọi là lấm lim, mà anh em mình tự hái ở trên rừng về sấy khô để gửi tất cả mọi người để chữa bệnh, ngăn ngừa ung thư cũng như là kìm chế lại những tế bào ung thư. Mọi người mà liên hệ cho mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho anh em mình. Anh em mình để số điện thoại ở trên màn hình nhé. Anh em đi cẩn thận nhá, đường cái đám này nó suối khe suối là khá trơn đấy nhá mọi người ạ. Hôm nay lâu lâu lắm rồi anh em đi theo khe suối. Quả gì đấy? Quả này. Ui giời. Lắm quả lắm. Lắm. Lắm gì? Toàn nhựa. Quả mang ở đấy, quả trước đấy. Cẩn thận đấy. Cái quả này là một cái quả nhá mọi người nhá. Cái quả mọi người nhé. Cái quả. Tên đâu gì đâu. Biết đó là một cái quả. Là anh ấy không biết đâu. Nói chung là nói thật sự với mọi người thì mình đi lên rừng nhưng mà cái khả năng nhận biết của mình nó vẫn còn hơi kém. Được ạ. Cây cối mình cũng vẫn chưa biết được nhiều. Rồi mình ở cái khu vực Hải Phòng của mình thì nó không có nhiều cây lắm. Lại chặt vậy rồi nó lại cắn nó. Này, có ông muỗi này. Có muỗi. À được ăn chứ. Bỏ rồi, nó bỏ rồi. Đây đây. Đây mà đây, cho mọi người xem đấy. Có ông mà bỏ rồi thì cho mọi người xem đấy. Ông bỏ mình cho mọi người xem. Khá nhiều khe, nhiều vách. Giống nhiều con cua có càng anh không ra bắt này. Ừ, con cua bắt càng anh bắt cho em xem. Có đi khe này chưa nhìn thấy con cá to là toàn những cá bé đấy mọi người ạ. Cá khe này nhưng mà nó ngon. Chết ông Quỳnh ông ấy đi, đục ngầu hết đây nào. Cái gì ấy? Hàng đâu? Cá à? Cá đó. Cá. Ủa. Tụm lên. Lụt mẹ luôn. Thế con gì ấy? Con gì? Rắn mà không biết rắn gì. Rắn á? Rắn á? Chuyện sao cá quánh nha. Nó trượt vào đâu? Nó trượt vào trong cái góc này. Rắn là chặn đâu đấy? Rồi, anh em phát hiện ra rắn rồi nhé. Nhưng mà chắc là nó đi mất tích rồi. Bởi vì ở đây đường cuối anh em sao không kịp. Ở đây nó lắm vách đá quá. Điều trơn lắm mọi người ạ. Qua đây đi. Xem mấy cái vách ở trước mặt này ra đây. Quay người lên này. Nó quay nhìn. Ủa. Đúng rồi. À. Cái gì ạ? Bụi hết mọi người rồi. Mày nhảy ra này. Ui giời. Người khá thế này. Ui giời, trọc này sâu tít mù. Đây có lở đá không đại ơi, lở đá này. Đây vớ vẩn là lở đấy. Đây. Nó chui vào đây thì tìm bằng mắt à. Sao này, xem này, có không thì xoay đây. Trong này nó có ấy à, đưa em cái móc vào, cái móc vào. Móc đây. Ui giời. Nhiều khe rất là sâu mọi người ạ. Ui sâu tùm hút. To đấy. Vách đá này. To không anh nhìn anh to. Anh nhìn cái đoạn nó phải bằng cái cán này tay em cầm ấy. Đoạn đấy không phải đoạn đầu đâu. Đoạn đấy là đoạn ui. Cuối của đuôi đấy. Ui thế thì to đấy kìa. Nhìn con hàng đấy mà. Thế thì thôi rồi. Đẩy nước kìa. Đó nước kìa.
Ừ, xa, cái lỗ nó như vậy mà này. Cái gì đấy? Con chàng hẳn hoài cũng đào nó lở cả hòn đá này thì có rời mà đó. Đâu, nó không ăn, nó không ăn, nó nhìn nó nóng quá. Này tạt vách đá rồi. Cái gì đấy? Đâu? Đây, 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 ui ôi. Đâu rồi? Chết cha. Mang. Mang hả? Mang, mang, mang. Ui ôi. Đâu vậy? Kìa. Ui đây lại. Đè, đè, đè đâu, đè đâu. Ui, rút bẹo rồi đây, nhanh có lỗ kìa. Đè đâu, thôi đè đi, thôi đè đi. À. Ui giời ơi. Thằng ra. Ui giời, nó đang rút này. Cái đầu nó đang rút này. Còn mang luôn. Ui ra để xem lấy đó. Đấy. Nó cố thủ đâu nên. Ui kéo 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 rút kéo 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 em ơi. Rút rồi. Đấy, hình như không có lỗ, không có lỗ. Không lỗ đang rút này. Đấy. Ghê vậy bởi. Nguy hiểm thế. Ui đen xì. Xì đen xui luôn. Dã man con ngan. Con này chắc xuống uống nước, vừa xuống uống nước rồi. Chà. Thằng lái con. Chỗ nào rút không? Đang rút rồi. Đang rút rồi. Và vạc 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 vạc. Nửa ấy nó còn bằng cái cán kia cơ mà. Sao? Di chuyển cái quyền đời đi nè. Có cái xác kia bằng lại. Đúng. Tại sao? Đây á. Cứ ra này em xử lý nè. Cho ra thôi. Đây ngay không vứt. Cho cái con gạch đó. Gạch nào ở đây? Đá đá. Người mình nói sai thằng có lỗi. Thì nghĩ anh em chắc có bình lâu. Lỗi đang nó bị sổ đúng không? Không con này. Đây, đây, quay cho mình xem. Ui dồi ôi kìa, nó quay đầu ra kìa. Định mổ kìa, định mổ kìa. Đấy, động một tổ của nó ra mọi người nè. Đấy, đang ngước mắt ra nhìn mình. Quay còn tìm được nhá. Đấy, chắc thè này. Đấy, mọi người. Quay còn tìm được đấy. Ủa, nó quậy một lưới. Đấy, nó phì đấy. Thì nó phì đấy. Đấy, phì nguy hiểm lắm. Quay lại nhìn đấy. Đấy, phì kìa. Ui dồi. Quay ngay trong đây luôn. Wow. Đấy. Ui nó thở ác nhỉ. Con gì đây? Gỗ xít à? À. Về 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 về. Ui đừng đừng gầy mắt chứ. Về 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 về. Về về đất à? Kìa kìa kìa, nó quay đầu à, kìa. Đấy. À, cho ra ngoài đi. Ở trong đây rất nguy hiểm này mọi người này. Ui con này con khoanh to tướng này. Nào. Đây đá lở. Ui có mổ luôn. Dạ. Ui mổ luôn này. Nó mổ cho bây giờ. Chẳng hạn, ui, mờ cam rồi, mờ cam rồi, mờ cam rồi. Mờ cam vậy? Mờ cam. Kìa à? Nó mổ mờ cam. Lau đi cái này, lau cam đi, lau cam. Ui, ướt giật cam kìa. Ừ. Tay chạm một cái ấy rồi đấy. Thôi rồi. Cho cái này chất thôi. Ừ. Cái đỏ dã man. Ui, ở dưới nó quay lỗ kìa. Ra đây em ơi. Ra đây với anh em ơi. À, à, à. Thì sở rất to luôn mọi người ạ. Ui to chà bá luôn. Ây dù vai trà. Ồ. Nó đổ trong đây. Rồi đúng rồi, đi ra này, đi ra. Chỗ này là dễ bắt đấy. Dễ cái gì cái chỗ này. Nhiều lúc là anh em mình gặp những con hàng. Nhiều lúc từ từ với cái khe đá là phải đây. Bỏ mọi người ạ. Ôi trời ơi. Này to đấy. To vãi trưởng luôn. Hai à. Mọi người này. Không dễ luôn. May mà phát hiện ra. Đây con bạch đen nhé mọi người nhá. Đấy cho mọi người xem cái con này khi khủng to. Nó đúng đoạn cuối ở đuôi bằng cán không? Này to thật. Đúng bằng cán luôn. To hơn đấy. To thật luôn. Máy có phát hiện đấy nhờ. Đúng rồi, nó lẩn đi đâu rồi? Lẩn đi đâu rồi? Đây vào cái cây kìa. Lại kiếm ăn rồi. Rút, 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 rút đi. Rút đi đâu được khi mà đã. Khi đã cầm con này rồi. Wow. À. Cẩn thận nhá, cẩn thận nhá. Mọi người bắt ấn vào đi. Đừng cho túi nữa không rồi. Này mọi người này. Ừ. Dã man con ngan luôn. À, ừ rồi. Phun luôn. Phun luôn. Chết luôn. Ôi, phun luôn rồi ạ. Ui giời. Ui giời. À. Lại kiếm ăn. Cho uống tí nước đi. Đàn nào ra cuối đây vừa nó chắc chưa kịp uống nước đâu. Uống cái gì? À thử thử xem thử rắn uống nước thế nào này. Chắc là uống nước thấy động chắc nước. Chắc uống nước, động truyền lên đây. Đấy, bây giờ anh em mình đang đi dọc cái khu vực khe này thì phát hiện ra một con rắn hổ mang nhé.
Mình chạy đây anh em cho nó uống tí nước. Ngon, nó uống tí nước. Nó uống tí nước trước khi nó vào túi nào. Thôi chắc nó khát nước thì mình cho nó uống tí nước. Cho nó mát đi. Để nó mát đi. Ê. Ê. Con này không nên làm theo. Rất là giỏi luôn mọi người ạ. Mọi người không nên làm theo anh em mình đâu nhá. Con rắn này nó lặn rất khá là sâu lâu luôn. Này cái đầu nó. Nó lâu hơn nhiều chứ. Con này nặng lâu lắm. Đấy mọi người thấy nó bò dưới nước kinh chưa? Nó bơi dưới nước ác chưa? Đấy. Đấy. Nó nặng đấy. 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 Ê. Thì quay ra nó cắn luôn. Thôi đưa đây anh ơi. Thôi cho lên. Cho lên. Thôi cho lên đây. Anh em mình đi tiếp cho mọi người. Thôi cái video này mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Kiếm lại được con hàng to rồi mọi người ạ. Mọi người xem video thì ủng hộ mình cũng như toàn thể anh em ở trong team mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ôi mát quá. Chào tất cả mọi người nhá. Con rắn rất là to luôn mọi người ạ. Mắc tô mắc.